Cái bệnh này là ngày nào nó cũng bị hay sao em? Có nghĩa là mình chạy mà chạy một đoạn là nó nóng lên là nó bị đúng không? À, nghĩa là dừng đèn đỏ là nó mình dừng lại thì nó mới tắt. À là cái này trước đó là người ta làm điện là em biết là người ta làm gì không? Làm điện chịu mấy anh em thấy dây điện sườn cũ mà đâu có. Làm hết chịu mấy rồi, bữa mấy bữa làm chặt là có thai thêm gì nữa hả? Có nghĩa là mình đề là nó nổ bấm không, bấm vô là cái nổ liền, nhưng mà lên ra là tắt rồi. Ok là tốt hết mới đúng không? Ok tháo thằng con này đi. Cái này nãy anh thấy là nó mà nổ máy á, là nó đưa nước mát gì cũng cao lắm. Để lát nữa coi anh xả gió cho, chứ thấy nước mát nó cũng nghiệm như nó cũng hơi chập chờn, thấy trong cái bình phụ là nó cạn queo rồi. Là thay luôn cái két nữa hả? Thay lâu chưa? Thay 900 mấy cái két hả? Trời ơi. Cái bệnh mà chạy mà tắt máy xong á mà bấm đề nổ nhưng mà lên ga nó tắt á, là nó nằm ở cái trái ga này nè. Thì trên nó 4 là cái trái ga của nó sẽ có một cái chất chống bám dính, nhưng mà xài lâu rồi thì trái ga nó sẽ bị mất cái chất đó đi. Cái bình xăng này thì người ta thay rồi nha, nhưng mà cái bình xăng này nó thuộc dạng giống như là cái bình hết đát rồi nè. Ở xung quanh đây nè, nó đóng dơ rồi nè, nó đóng dơ gì nè, đó nè, nó đóng dơ rất là nhiều luôn nè, đó đóng dơ ở cái thành này. Nó bệnh là nó bị ở cái ga này luôn, nên là khi mà nó gọi là bị dính cái ga, nó cũng là dính cái ga, mà lên ga là cái ga nó không có chạy lên được, là nó sẽ bị tắt máy. Cho nên là nếu mà anh em dân những bệnh này á, là chỉ có trên xe 4 là chỉ ở cái trái ga zin á là nó mới không có bị thôi, rồi xài lâu ngày nó mòn thì nó bị. Còn anh em mà thay cái trái ga lô vô nó cũng bị nữa. Còn anh em dùng mà với nhám mà chà cái trái ga này là xem như là dục cái trái ga luôn. Cái ga này đại giờ nó anh em không nhìn nào, nó đóng trắng nè, à, nó đóng những cái chỗ dính nè, à. Đó, bệnh này người ta thay đầu mà như kia mình hết đát đi, cho nên giờ thì mình sẽ khắc phục ở bên sang con là nhồi vô xe, cái nhà còn ở bên cái bình sang con tháo xe bữa xe kia đem ra. Rồi đây là cái bình của mình tháo xe, nhưng mà cái bình này em nhìn cái trái ga nè. Đó, nó tự nhiên là nó không đẹp chăm nhưng mà nó sẽ còn được 80%, 70%. Đó. Còn cái ga này nè. Đây. Thấy không? Nó có một cái bóng nè, ha. Nó mòn nè. Độ mòn nó cao hơn nè. Này gọi là bệnh dính cái ga nha anh em. Bệnh dính cái ga. Cái bình xăng này đại có xe này, bữa là mình mua chiếc xe nó bố con chú kia thì mình gã ra nè. Xe kia đang chạy bình thường luôn. Mua gã ra mình bán được món cho anh em. Cái kim này là còn là kim zin luôn nè, nó màu vàng nè. Còn kim này thì người ta cũng thay rồi. À, kim này nó màu trắng rồi nè. Tức là người ta thay hết rồi. Ừ, giờ mình sẽ lắp cái bình này vô. Mình xuống theo như vậy.
bình này thì các bạn thấy dưới đó mình cũng là vệ sinh sạch sẽ hết rồi. Từ cái bên trong đây phải không, nhìn ra trong cái lỗ chiếc ga này nè, không nó cũng rất là đẹp luôn. Còn cái bình ga này, bình xăng này nó nhìn cái lỗ trong đây nè, là nó bị xước hết trơn rồi, nó ma sát nhiều nè, nó có những cái vết xước đây. Nói chung là bình này là bình tệ lắm rồi, mà lấy giá cũng hơi cao, bình xăng tệ, không có vệ sinh sạch sẽ gì hết. Làm gì là vì cái xe nó đâu có hết bệnh được không. Còn anh em bị cái tình trạng mà tắt máy mà đề không nổ thì nó là bệnh khác nha anh em. Nó bị cái tình trạng này là bị tình trạng là tắt máy nhưng bấm đề là một cái là nó nổ. Nó khác với cái bệnh mà bấm đề không nổ, nên là anh em đừng có liên tưởng là một bệnh này nó tùy theo cái tình trạng của cái xe mà nó bị, chứ không phải là xe nào cũng giống nhau nha. Cứ nếu mà nó bị là tắt máy xong bấm đề bấm vô một cái là nổ liền luôn, nhưng mà lên ga là tắt. Dụ một hồi nó mới lên được, hoặc là để nguội xíu thì nó mới chạy được á. Là đây, hồi nãy xe đến đây là cũng bị rồi, nãy thử là cũng bị rồi, nhưng mà một lát thì nó hết. Lắp cái bình ra đây, cái bình xăng vô đi. Chứ nếu cái bình mà nó còn bình nó 4 này á, là tùy bình nó bên trong mà nó cái ga nó lên gặp mình mua chúng cái bình mà ta chạy lâu năm rồi á, là cái xe nó hao mòn nhiều á, nên là nó sẽ bị dính cái tình trạng này. Mình thay mới gặp chúng bình cũng chê vậy luôn, là nó không hết được. Nên giờ cái bình này thì bệnh này nếu mà anh gắn bình xăng này vô là anh bao cho em chạy. Nếu mà nó còn bị, nếu mà còn bị tình trạng trang lại vậy nó thì anh sẽ gỡ cái bình xăng lại. Ra anh chạy hết bình cho em, nói chung là hơn như mà thường là cũng mấy xe đến đây rồi, nhưng hầu như là hết. Đó. Rồi em cứ chạy đi, sau này trong chặt thì em quá gần đây đúng không? Giờ bên ngã ba vòng đây mà. Rồi ok, gọi dắt xe xuống đi, cho dắt chứ đi bộ lên.